Kính thưa quý vị khán giả và các đồng nghiệp, thì mặc dù trong cái phần trình bày giới thiệu đầu tiên của mình thì u lympho không Hodgkin không phải là một bệnh lý đứng trong số những bệnh lý thường gặp nhất trong số các loại ung thư. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những gánh nặng về bệnh tật liên quan đến ung thư. Và trong số những nhóm bệnh nhân của u lympho không Hodgkin thì hai cái nhóm bệnh được trình bày hôm nay ở đây là CLL, SLL hoặc là mantle cell lymphoma thì lại là hai nhóm bệnh ít gặp trong số các bệnh lý về u lympho không Hodgkin. Tuy nhiên về đặc điểm lâm sàng cũng như là về phương thức điều trị thì hai loại bệnh này đều có những cái đặc thù riêng. Đầu tiên đó là bạch cầu mạn dòng lympho, gọi tắt là CLL, hoặc là u lympho bào nhỏ gọi tắt là SLL. Đây là bản chất về mặt bệnh lý thì đây là một tế bào ung thư của cùng một loại tế bào ung thư gây nên. Tuy nhiên với những đặc điểm lâm sàng khác nhau thì có thể được gọi tên gọi với những cách khác nhau. CLL đó là và bệnh bạch cầu mạn dòng lympho mà có biểu hiện ở tủy xương hoặc là ở máu ngoại vi. Còn với u lympho bào nhỏ SLL thì bệnh không có biểu hiện ở tủy xương hoặc là máu ngoại vi mà chỉ biểu hiện đơn thuần ở tổ chức lympho, mà cụ thể ở đây có thể là lách hoặc gan hoặc là hạch ngoại vi. Đây là một nhóm bệnh thuộc về nhóm diễn tiến chậm và bệnh sẽ tiến triển trong vòng nhiều tháng, nhiều năm, và thậm chí có những người bệnh đến viện chưa có chỉ định điều trị có thể theo dõi, và trong suốt cuộc đời của họ sẽ có một nhóm nhỏ là không cần phải điều trị. Và bản chất thì đây là một bệnh lý ác tính của tế bào lympho B trưởng thành, do vậy mà nó sẽ có những cái dấu ấn trên bề mặt của những tế bào lympho trưởng thành như là dấu ấn của CD23, CD5. Về triệu chứng thì bệnh nhân bị mắc bệnh lý u lympho bạch cầu mạn dòng lympho hoặc u lympho bào nhỏ thì có rất là nhiều triệu chứng, bệnh cảnh ra rất là đa dạng. Có những bệnh nhân đến viện phải phát hiện tình cờ do tăng bạch cầu trong máu hoặc là do tổn thương hạch nhỏ mà bệnh nhân không tự phát hiện ra, và cũng có thể bệnh ở giai đoạn muộn thì có biểu hiện rất là nhiều triệu chứng khác nhau, biểu hiện bằng những hội chứng B hoặc là biểu hiện bằng tình trạng suy tủy, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu do chèn ép hoặc là thiếu máu. Và đặc biệt là trong giai đoạn muộn nữa thì có thể có biểu hiện của những suy tạng do tổn thương hạch to gây nên. Về điều trị, mục tiêu của điều trị thì mục tiêu ở đây ngoài cái việc kéo dài thời gian sống, đó là mục tiêu chung của tất cả các bệnh lý ung thư, thì cái việc kiểm soát bệnh để mà kiểm soát triệu chứng là vô cùng quan trọng, bởi vì bệnh nhân sẽ chỉ được chỉ định điều trị khi mà bệnh nhân có triệu chứng thôi, và cải thiện chất lượng cuộc sống cũng là một trong những mục tiêu chính của điều trị. Biểu đồ này cho thấy rằng là cái tuổi mắc bệnh trung bình của bệnh nhân CLL, SLL là khá là cao, 75, 70 tuổi, và có rất là nhiều bệnh phối hợp khi mà bệnh nhân được chẩn đoán. Đại đa số là sẽ có những bệnh phối hợp đi kèm. Và tuổi mắc bệnh trung bình là 70 tuổi nhưng mà tuổi tử vong trung bình là 82 tuổi. Như vậy cho thấy rằng đây là một bệnh lý mà có thời gian sống khá là kéo dài, trung vị là khoảng 12 năm. Và cái thời gian sống thêm 5 năm vào thời điểm trước đây thì nó khoảng 8%. Tuy nhiên gần đây với những tiến bộ mới trong điều trị thì cái con số sống thêm 5 năm này nó còn tăng lên rất là nhiều, và bây giờ đã có những nghiên cứu người ta ghi nhận là con số sống thêm 5 năm đạt được là trên 90%. Và 31% bệnh nhân là được chẩn đoán ở cái lứa tuổi từ 65 đến 70 tuổi, rất là hiếm gặp ở lứa tuổi trẻ. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì hơi khác hơn một chút. Và cái chỉ định điều trị chỉ diễn ra khi mà bệnh nhân có triệu chứng. Như vậy đây là một bệnh lý mặc dù là chẩn đoán là ung thư nhưng bạn lại không giống như những nguyên tắc của những ung thư khác là chẩn đoán ở giai đoạn càng sớm thì càng có hiệu quả, mà ở đây thì điều trị lại chỉ được quyết định khi mà bệnh nhân có triệu chứng hoặc có đủ tiêu chuẩn để mà điều trị mà thôi. Và các tiêu chuẩn để điều trị thì chắc là các đồng nghiệp cũng đều rất là rõ. Đó là những cái vẫn lấy bệnh nhân làm trung tâm khi mà các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lý gây nên cho người bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh thì lúc đó chúng ta sẽ có chỉ định của việc điều trị, hoặc là những cái dấu hiệu cho thấy rằng bệnh tiến triển nhanh, thời gian tăng bạch cầu rất là nhanh trong vòng dưới 6 tháng, tăng gấp đôi số lượng bạch cầu, thì đấy là những chỉ định của điều trị. Thậm chí gần đây người ta cũng đã có những cái nghiên cứu để đánh giá xem là những bệnh nhân CLL, SLL chưa có triệu chứng nhưng mà nằm trong cái nhóm nguy cơ cao dựa trên đặc điểm của di học phân tử có nên điều trị ngay hay không, thì các nghiên cứu cũng trả lời rằng cái việc điều trị sớm ngay từ đầu, ngay kể cả nhóm nguy cơ cao về mặt sinh học phân tử thì cũng không giúp cải thiện về thời gian sống cho người bệnh. Do vậy về mặt nguyên tắc thì CLL, SLL sẽ chỉ định điều trị khi mà có đủ các tiêu chuẩn theo theo thang điểm của GELF hoặc là thang điểm của IWG CLL.
Và hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều những lựa chọn trong điều trị ban đầu với cả CLL, SLL. Và chúng ta thấy trên biểu đồ này đó là những cái nhóm thuốc khác nhau được sử dụng. Cơ bản nhất là từ những nhóm thuốc kháng tế bào, hóa trị độc tế bào làm đứt gãy ADN như là cyclophosphamide hoặc là bendamustine hoặc là fludarabine, cho đến những nhóm thuốc điều trị trên con đường của truyền tín hiệu của tế bào B từ những tín hiệu ngoài màng như là thuốc kháng thể đơn dòng kháng CD20 hoặc là những con đường truyền tín hiệu ở phía trong màng mà cái cơ chế nó vô cùng là phức tạp, và cụ thể điển hình ở đây đó là BCL2. Và ngoài ra thì những cái thuốc ức chế proton kinase cũng coi như là một thuốc điều trị cơ bản trong CLL với ba thế hệ khác nhau. Và hiện tại bây giờ thì ở Việt Nam chúng ta đang có hai thế hệ, đó là ibrutinib thế hệ 1 và acalabrutinib là thế hệ 2. Hoặc là những con đường truyền tín hiệu PIK3 mà hiện tại bây giờ ở Việt Nam thì chưa có. Và cái quan điểm điều trị của CLL thì nó có những cái quan điểm người ta coi như bệnh lý này là bệnh lý mạn tính và cần phải điều trị liên tục và kéo dài, giống như chúng ta kiểm soát đường huyết của người bệnh chúng ta phải điều trị cả một cuộc đời, thì CLL cũng sẽ có những cái quan điểm về điều trị đó là điều trị kéo dài. Tuy nhiên nó cũng có quan điểm điều trị của ung thư, đặc biệt là ung thư giai đoạn mới chẩn đoán, đó là điều trị trong một thời gian nhất định thôi và sử dụng những cái thuốc để mà làm lùi bệnh hoàn toàn. Các nghiên cứu chính trong điều trị CLL được liệt kê ở trong bảng này, chúng ta thấy rằng là đại đa số là đều liên quan đến những thuốc kháng BTK từ thế hệ 1 như là ibrutinib với 4 cái nghiên cứu, hay là acalabrutinib và zanubrutinib là những cái BTK thế hệ 2, hoặc là những cái thuốc ức chế BCL2 như được trình bày trước đây. Tôi xin được điểm qua một chút thôi về những cái nghiên cứu mà mang đến những cái thuốc này trở thành một cái thuốc thường quy được chỉ định điều trị ở nước ngoài, ở các nước phát triển, và đây cũng là một trong những cái tiến bộ trong điều trị của CLL. Đầu tiên là nghiên cứu ELEVATE đánh giá về vai trò của acalabrutinib so sánh với cả các phác đồ điều trị hóa trị cổ điển là obinutuzumab kết hợp với cả clorambucil, được coi là một cái nhóm điều trị cổ điển dành cho những nhóm bệnh nhân mà không phù hợp với cái điều trị hóa trị mạnh, tức là tuổi trên 65 tuổi. Và ở đây thì người ta thấy rằng là cái nhóm được điều trị bằng acalabrutinib thì mang lại cái hiệu quả sống thêm toàn bộ, sống thêm không bệnh tiến triển, cao hơn hẳn so với cái nhóm được điều trị bằng phác đồ hóa trị cơ bản là obinutuzumab kết hợp với cả clorambucil. Và cho dù là việc phối hợp hay không có phối hợp với thuốc kháng CD20 là obinutuzumab thế hệ 2 thì cái điều trị acalabrutinib cũng đều cải thiện hơn. Tuy nhiên khi sử dụng phối hợp với cả obi là kháng CD20 thế hệ 2 thì kết quả về TFS có cải thiện hơn một chút khi phối hợp cùng cả acalabrutinib. Và cũng tương tự như vậy, cái nhóm mà nguy cơ cao, tiên lượng xấu, đó là nhóm mà không có đột biến của IGHV thì acalabrutinib cũng mang lại hiệu quả tốt hơn hẳn so với cả hóa trị. Tương tự như vậy, một thuốc đã có một loạt những cái nghiên cứu với cái thuốc kháng BTK thế hệ 1 là ibrutinib. Chúng ta thấy ở đây liệt kê trên bảng đó là ECOG 1912 hay Alliance hoặc là Illuminate, thì cũng đều cho thấy rằng là điều trị ibrutinib đơn thuần hoặc là phối hợp cùng với cả thuốc ức chế CD20 là rituximab hay là obinutuzumab thì đều cải thiện hơn so với cả hóa trị ở bệnh nhân trẻ tuổi được dùng phác đồ RFC, hay là ở những bệnh nhân lớn tuổi được dùng phác đồ RB, hoặc là những bệnh nhân lớn tuổi được dùng phác đồ obinutuzumab clorambucil thì đều mang lại hiệu quả cao hơn một cách rất là rõ rệt, và cái thời gian, cái sự khác biệt nó đến rất là sớm, trong vòng từ 6 đến 12 tháng đầu mà bắt đầu điều trị, và đường cong càng ngày càng tách biệt rõ ràng. Một quan điểm thứ hai nữa là sử dụng thuốc liên tục kéo dài cho đến khi bệnh tiến triển, nhiều khi bệnh nhân phải sử dụng đến hàng chục năm hoặc là ít nhất cũng phải là 5 đến 7 năm thì nó cũng là một vấn đề đối với bệnh nhân. Và đã có những quan điểm về điều trị cố định một thời gian, ví dụ như là 12 đến 18 tháng và dừng lại theo dõi đến khi bệnh tiến triển thì chúng ta sẽ điều trị trở lại. Chẳng hạn như là trong cái nghiên cứu CLL14, theo so sánh giữa hai nhóm được điều trị bằng phác đồ hóa trị cổ điển là clorambucil kết hợp obi so sánh với cả venetoclax là một thuốc ức chế BCL2 kết hợp với cả obinutuzumab, thì kết quả cũng cho thấy rằng là venetoclax kết hợp với obinutuzumab là cái đường cong màu xanh sống thêm thì vượt trội hơn hẳn so với cả clorambucil và obi, và đây cũng là một lựa chọn dành cho những bệnh nhân mà người ta không muốn điều trị một cái thời hạn không hạn định, tức là điều trị bằng thuốc kháng BTK trong bước 1 CLL là điều trị không hạn định, thì sẽ có thể thay thế bằng phác đồ venetoclax kết hợp với cả obinutuzumab. Và kết luận trong điều trị bước 1 của CLL đó là những thuốc điều trị BTK hiện tại bây giờ trên thế giới được coi như là phác đồ điều trị cơ bản dành cho tất cả các bệnh nhân, cho dù là ở cái nhóm mà tiên lượng tốt hay là nhóm có đặc điểm sinh học phân tử với yếu tố tiên lượng kém, thì
thuốc bắt đầu bằng thuốc BTK cho CLL mới chẩn đoán đã được coi như là phác đồ điều trị chuẩn mực. Và với các thế hệ khác nhau của BTK thì hiệu quả trong điều trị bước 1 là tương đương nhau. Tuy nhiên thì cái việc lựa chọn phác đồ nào thì nó tùy thuộc vào sự sẵn có của thuốc cũng như là cái tiềm năng về độc tính ở những người bệnh sử dụng cái thuốc kháng BTK đó. Một lựa chọn khác có thể sử dụng đó là sử dụng thuốc trong một thời gian hạn định là chỉ một năm thôi. Ví dụ như là phác đồ venetoclax kết hợp cả obinutuzumab cũng đã chứng minh là có hiệu quả vượt trội so với hóa trị qua cái nghiên cứu CLL-14. Và tuy nhiên với những nhóm mà có cái đặc tính sinh học nguy cơ cao như là đột biến gen mất đoạn của gen 17 hoặc là PT53 đột biến thì lại mang lại cái hiệu quả không bằng như là kháng BTK. Với giai đoạn CLL tái phát kháng trị thì chúng tôi cũng liệt kê ở đây một loạt những cái nghiên cứu, đồng nghiệp nào muốn xem thì có thể đi vào cụ thể của từng nghiên cứu đó để đánh giá về hiệu quả của những thuốc trong điều trị CLL tái phát kháng trị. Và ở đây vẫn có vai trò của BTK và BCL2. Trước đây nếu đã dùng BCL2 rồi thì sau này có thể sử dụng BTK trong giai đoạn tái phát kháng trị, hoặc là ngược lại đã sử dụng BTK rồi thì có thể chuyển sang BCL2. Tuy nhiên những cái nghiên cứu về thuốc ở những bệnh nhân kháng với cả venetoclax mà sử dụng BTK thì đang còn rất là hạn chế. Đầu tiên đó là nghiên cứu ELEVATE-RR, người ta cũng đánh giá so sánh đối đầu giữa hai cái nhóm thuốc kháng BTK là acalabrutinib thế hệ 2 so với cả ibrutinib cho những bệnh nhân CLL tái phát kháng trị và kèm theo là có đột biến những cái gen xấu. Ví dụ như là DEN17 hoặc là DEN11. Mục tiêu nghiên cứu ở đây đó là cái sự không kém hơn của acalabrutinib, bởi vì ibrutinib được coi như là một phác đồ chuẩn mực từ rất lâu nếu như ở những bệnh nhân CLL tái phát kháng trị. Thì kết quả cho thấy về hiệu quả của hai phác đồ này là hoàn toàn tương đương nhau về PFS cũng như là OS cũng như là EFS, tức là thời gian sống thêm mà không có bất kỳ một cái event nào xảy ra. Như vậy về hiệu quả là hoàn toàn tương đương nhau. Tuy nhiên độc tính thì có khác nhau một chút. Ví dụ như là với ibrutinib thì cái tỷ lệ độc tính trên tim mạch cũng như là tăng huyết áp thì có vẻ nhìn hơn so với cả acalabrutinib, và cái tỷ lệ mà phải dẫn đến phải dừng điều trị cũng cao hơn một chút ở ibrutinib so với cả acalabrutinib. Đây là những độc tính theo dõi theo thời gian, thì có những độc tính cao hơn ở cái nhóm được điều trị bằng ibrutinib là màu xanh, ví dụ như là chảy máu hoặc là đi ngoài phân lỏng. Nhưng mà có những độc tính lại cao hơn ở acalabrutinib, ví dụ như là đau đầu hoặc là ho thì lại cao hơn ở acalabrutinib. Một cái nghiên cứu khác nữa đó gọi là nghiên cứu ASCEND để đánh giá về vai trò của kháng BTK là acalabrutinib so với các nhóm điều trị tiêu chuẩn, ví dụ như là R-bendamustine hoặc là R-rituximab kết hợp cả idelalisib là thuốc ức chế PIK3K. Thì người ta cho thấy rằng là trong cái nghiên cứu, kết quả của nghiên cứu ASCEND cho thấy rằng là acalabrutinib cũng mang lại hiệu quả vượt trội một cách rõ rệt ở nhóm bệnh nhân được điều trị bằng acala so với cả cái nhóm được điều trị bằng rituximab kết hợp với bendamustine hoặc là idelalisib. Và chính vì vậy mà ở những bệnh nhân mà trước đó chưa được dùng thuốc kháng BTK thì tái phát kháng trị của CLL, SLL sẽ là kháng BTK. Và cái sự vượt trội đấy cũng thấy rõ ở cái nhóm mà có đột biến hay không có đột biến gen xấu. Tuy nhiên về sống thêm thì không có sự khác biệt, mặc dù có xu thế tốt hơn ở nhóm được điều trị bằng acalabrutinib do cái tỷ lệ mà bệnh nhân chuyển đổi chéo sang cái nhóm được điều trị bằng acalabrutinib khi mà tiến triển với cả RB hoặc là R-idelalisib khá là cao. Do vậy mà sống thêm nó chưa có sự khác biệt. Như vậy là chúng ta nói đến vai trò của BTK ở cả hai cái phân nhóm CLL mới được điều trị và CLL đã tái phát kháng trị, thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau, và đây cũng được coi như là những cái ứng cử hàng đầu trong điều trị. Và việc lựa chọn cái phác đồ nào là cơ bản ban đầu, ibrutinib hay là acalabrutinib hay là zanubrutinib, thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Về hiệu quả thì khá là tương đồng nhau, nhưng về độc tính thì có sự khác biệt. Nhưng chúng ta thấy ở biểu đồ ở đây là ví dụ như ibrutinib thì cái sự ức chế chọn lọc ở kinase nó ít hơn. Do vậy mà ở một hàm lượng nhất định thôi thì ibrutinib có thể có tác dụng trên cả những cái Bruton kinase, đồng thời cũng có hiệu quả ức chế ở trên những cái thế hệ kinase khác, ví dụ như là TEC sẽ ảnh hưởng đến chức năng về tim mạch, hoặc là EGFA sẽ ảnh hưởng đến độc tính về tổn thương ở ngoài da. Do vậy mà độc tính của ibrutinib thì có vẻ rộng hơn và nhiều hơn so với cả những thuốc khác như ở thế hệ 2 như là acalabrutinib hay là zanubrutinib.
Về các độc tính thường gặp của các thuốc ức chế BTK thì ở đây liệt kê chúng ta thấy rằng là sẽ có những cái độc tính mang tính chất rất là không đặc hiệu như là đau xương, đau khớp, biến chứng nhiễm trùng hoặc là đi ngoài phân lỏng. Ngoài ra những độc tính mang tính chất đặc thù của BTK như là tăng huyết áp, chảy máu hoặc là dung nhĩ là những đặc tính mà có thể khá đặc thù với những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng BTK, và điều này cũng cần phải có sự theo dõi chặt chẽ của cán bộ y tế. Và như vậy thì cái lược đồ điều trị cho CL tái phát kháng trị thì sẽ gồm 3 nhóm bệnh nhân. Một nhóm đó là bệnh nhân đã được điều trị bằng hóa trị trước đó, thì đó có lẽ nhóm này chính là nhóm thường gặp nhất ở Việt Nam chúng ta. Và nếu như tái phát kháng trị thì người ta khuyên là có thể cần phải chuyển sang BTK hoặc là chuyển sang cái nhóm điều trị bằng thuốc BCL2 kết hợp với rituximab. Thế còn ngược lại, ở những cái nước phát triển, bệnh nhân đã được điều trị bằng những thuốc đích mới rồi như là BTK rồi hoặc là venetoclax rồi, thì cái việc điều trị mức tái phát kháng trị tùy thuộc vào cái phác đồ trước đó bệnh nhân được sử dụng là gì để mà quyết định sang cái điều trị bước tiếp theo. Và đặc biệt ở những bệnh nhân đã được điều trị trước đó với BTK, nếu như bệnh nhân tiến triển thì nên chuyển sang phác đồ có venetoclax. Nhưng nếu như bệnh nhân phải dừng BTK do không có khả năng dung nạp được thì có thể chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm thuốc BTK khác. Ví dụ như là đang ở dùng thế hệ 1 sang thế hệ 2, và thế hệ 2 là Acacla thì có thể chuyển sang thế hệ 2 là Zanubrutinib. Và để đạt được một cái hiệu quả tối ưu dành cho người bệnh thì bác sĩ chuyên ngành ung thư chỉ đóng một vai trò rất là khiêm tốn ở trong cái hiệu quả của điều trị này thôi. Mà để mà đạt được một cái hiệu quả mong muốn tối ưu với người bệnh là trung tâm thì cần cái sự phối hợp của rất là nhiều chuyên khoa khác nhau, trong đó có bác sĩ lâm sàng, có dược sĩ lâm sàng, có công tác xã hội, có những cái đội ngũ dược sĩ chuyên nghiệp để mà hỗ trợ cho người bệnh, để làm sao bệnh nhân được đào tạo một cách tốt nhất và chăm sóc và tuân thủ được cái điều trị một cách tốt nhất. Và đặc biệt là vai trò của những nhà lập pháp cũng như những nhà chi trả bảo hiểm y tế để làm sao đưa được thuốc có hiệu quả đến tay của người bệnh. Vì ở Việt Nam chúng ta thì đây là một trong những cái vấn đề rất là lớn, do cái khả năng tiếp cận hạn chế về mặt kinh tế nó rất là khó khăn. Vâng, tôi xin được kết thúc cái bài trình bày ở đây về cái vai trò của những cái điều trị mới trong điều trị bệnh lý CLL, SLL.